Một chiếc ô tô Lexus mới cóng không người lái đột ngột tự lao thẳng ra đường. Tình huống hy hữu xảy ra tại một showroom ô tô tại Hà Nội đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo clip, trên đường phố đang đông người và phương tiện qua lại. Từ trong cửa hàng, bỗng nhiên một chiếc xe ô tô màu đen từ từ trôi thẳng ra đường. Đúng lúc đó có hai người đàn ông đi bộ tới, thấy tình huống nguy hiểm, liền chạy đuổi theo chiếc xe để tìm cách dừng chiếc ô tô lại. Tuy nhiên, chiếc xe Lexus không người lái vẫn lưng lững tiến thẳng ra giữa đường, suýt đâm vào hai người đi xe máy trên đường. Phải tới khi hai người mở cánh cửa ô tô và vào trong xe khởi động hệ thống phanh hãm thì chiếc xe sang mới dừng lại. Tình huống trên xảy ra khiến cộng đồng mạng tranh cãi kịch liệt. Dù xe tiền chục tỷ hay vài trăm, khi đã dừng đỗ thì luôn luôn phải tuân thủ các quy trình tắt máy là kéo hạ phanh tay, tránh xe tự trôi. Đã không ít trường hợp dừng xe không tắt máy hay hạ phanh tay, xe trôi gây tai nạn rồi. May vụ này có hai anh kia đỡ kịp.